chào anh em nha. Hiện tại mình đang ở xã Phú Lâm nha, quan sự xã Phú Lâm. Có mấy anh cô em nè, nấu miễn phí luôn này nha. Đây đây, mình đang ở xã Phú Lâm nha. Mình không biết có ghé đây làm lễ không biết hay là đi luôn đi. Đây mình đang ở ban sự xã Phú Lâm nha cô chú chị. Hiện tại giờ mưa cũng ít rồi nha cô chú chị. Hiện tại giờ 6:40 của chú anh chị. Xe lên. Chào mua hệ thống điện bị trục trặc. Cá rồi nha, xe này thấy nổi bật.
Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, khu phân đồ Phật giáo Hòa Hảo, để giữ được sự chấp nhận thấy rõ. Đây là mấy chiếc bảy chỗ này đi quảo luôn nghe quá anh chị. Đứng ở ban sự xã Phú Thạnh nha cô chú anh chị. Sao mới nhiều nữa. Nhiều người. Theo cô Vũ. Đó đoàn xe của xã Châu Phong của chú anh chị. Họ chạy chậm lại. Đang may sự chạy chậm lại. Vì đèn sáng quá quay không thấy rõ. Ở sau có bốn thầy trò được tăng xe bên xã Long An có sáng không thấy gì hết. Yeah.
làm cung nữa. Giải truyền hai đạo pháp. Chào cô chú nha, hiện tại em đang ở chợ Giàm nha cô chú. Mới tới chợ Giàm mà, đây tới Hòa Hảo còn khoảng mười mấy cây nữa. Dự kiến khoảng 9 giờ hơn tới. Quá đông rồi, cô Vũ à. Xin hậu cần. Dạ. Xe đó đi qua ngầm á. Nó xe dưới trường là hết nè. Xe dưới trường đi cuối. Yeah.